Công chúa, đến khi nào ta mới thoát khỏi cơn ác mộng này đây? Công chúa đừng chịu đựng nữa. Đã đến lúc rồi, chúng ta phải vực dậy. Công chúa, người đã hy sinh nhiều rồi. Ở bên ngoài, có rất nhiều dân chúng và quân lính, họ thà chết vì công chúa. Chỉ xin người giữ mạng sống và trái tim mình. Đừng để ai làm hại là được rồi. Xin hãy tin tưởng vào tình yêu và sự chân thành của hạ thần. Chúc mừng anh. Vì anh đang được cai trị tất cả mọi thứ ở đây, cả hoàng cung và cả tình yêu nữa. Anh không phải tới đây vì muốn cai trị mọi thứ đâu. Vậy anh tới đây để làm gì? Tới nằm làm tên ngốc ở hoàng cung này để làm gì chứ? Vì anh có bổn phận. Bổn phận phải làm trái với những gì mình muốn. Là bổn phận gì? Một ngày nào đó anh sẽ nói với em. Mọi người chỉ nghĩ cho chuyện riêng của mình. Không hề có một ai hiểu được lòng của em hết. Cuộc đời của em chắc là không có giá trị gì nữa đâu. Tất cả những gì em cần là sự yêu thương, sự thấu hiểu mà không có ai trao cho em. Ngoài anh Thi Tha Du. Đây là lúc tốt nhất để chạy trốn rồi công chúa. Anh yêu em mà. Yêu như một người em gái duy nhất của anh. Yêu mãi mãi. Và không bao giờ thay đổi điều đó. Thank you.
Shichira! Shichira, cô ở đâu? Chúng ta có chuyện phải nói với nhau. Quân Linh! Đi đâu hết rồi? Quân Linh! Majidin, có chuyện gì sao? Đang theo báo tội phạm hay là sao vậy? Có gì đó rất lạ. Lạ sao? Tôi không thấy có gì hết. Majidin đang tìm ai sao? Nhìn như là theo bắt người trốn khỏi cung vậy. Nếu không có ai thì không sao rồi. Đúng vậy rồi, làm gì có ai có khả năng trốn khỏi tầm mắt của Majidin được đâu chứ. Có vào trong ngay không? Mình đi trốn ở đâu hả Manasin? Mình sẽ nghỉ ở một khách sạn, đợi tiền xạ đưa Yani và Sum Siêu tới đã. Bên ngoài có đầy các quân lính. Mình đi nơi khác đi công chúa. Xem ra lần này Hoa tiên nữ chắc là đau đớn lắm rồi. Cả trái tim và mạng sống của công chúa, nó trông giống như một con búp bê thủy tinh bị người ta giục bỏ, bể hết, chỉ còn lại miếng thủy tinh ở trên đất thôi. Công chúa cuối cùng của hoàng gia không nên chết mà không có danh dự đâu. Thế là vô. Nè, mặc đi. Cứ đi bình thường thôi, đừng chạy, có thể bị nghi ngờ đó. Anh nhìn gì vậy? Có người quen à? Không có gì. Manasi, mình có bị lạc không? Khoan đã. Đường nào ra ngoài thành vậy? Bên đó, đi. Khoan đã, cảm ơn nha. Đây, lấy để dành xài đi nha. Đi cho khỏi đi. Đó chính là đường xuống địa ngục của cô rồi, Shirija. Sắp xếp, nhanh lên. Ôi,
Ơi cao quá, nhanh lên. Nhanh lên. Sắp tới rồi chị Jenny. Cao chút nữa đi. Cao chút nữa. Chút nữa đi. Tôi là người đó, không phải voi đâu nha. Nếu vậy thì không lên được đâu. Cao chút nữa đi chị. Tôi chỉ cao được có bao nhiêu thôi à, xem xíu à. Chút nữa thôi, ráng lên chị. Hai cô chơi trò gì vậy? Treo tường hoàng cung à? Nếu muốn chạy thì không thông minh đâu đó. Thế nào? Người thông minh như mấy cái mặt của ba người đó hả? Chỉ biết dựa vào quyền lực của bạn bè thôi, muốn giúp thân mình từ con người hèn hạ đó. Trùng hợp bây giờ cũng là lúc của người hèn hạ. Có phước đức lắm đó. Một cô gái chân yếu tay mềm lại để cho trốn thoát cùng với tên cận vệ mà được sao? Xem ra người ta nói đúng, tình không thắng sự thân thiết. Tôi đang đi tìm Sirira. Đừng có lo nữa. Chuyện bắt người đó thì Mayadi nhanh hơn cháu của ông Kojanan nữa. Nếu đường tắt giống như người ăn mày nói thì mình nên đi qua rừng này. Nhưng mà chỗ nào cũng đều giống nhau. Nếu tối nay chúng ta không rời khỏi được nơi này thì tính sao? Hay công chúa muốn vào trong thành đó? Thôi đừng, có thể sẽ gặp lính của cô Chanan. Mình đi, Manasin. Mọi thứ mà ta chuẩn bị đều chỉ vì một tương lai đen tối của cô hết đó. Sirira, công chúa cẩn thận. Manasin. Nhẫn của Sirira, canh gia lấy đâu vậy? Là Jaze đó. Em thấy công chúa đem chiếc nhẫn này cho cô ta vì tự do công chúa đã chạy trốn cùng với Manasin. Atitayu, mặc dù Sirira chạy cùng Manasin xa như thế nào cũng sẽ bị bắt về kết hôn với anh bằng được mà.